thấy chết không sờn ngụy quân tử chương 1835. Chúng ta đều có tương lai sáng lạng bảy. Đương nhiên là có hy vọng. Sa vị không phủ nhận khả năng này, có điều rất khó, cho dù là thần quân hay là thần hậu cũng không dễ đối phó. Nhiệt đồ, đừng quên ký kết ngầm của chúng ta. Đương nhiên, chỉ cần sư phụ tuân thủ ký kết ngầm, ta tuyệt đối sẽ không chủ động phá vỡ vào lúc này ngụy quân chắc hẳn đã quên đi chuyện hắn đã từng thả đấu chiến phật bị phong ấn ra rồi cũng quên mất chuyện hắn chuẩn bị thả đấu chiến phật ra một lần nữa thực lực của đấu chiến phật sắp đạt đến cảnh giới bồ đề rồi trở thành cao thủ cấp bậc chí tôn có thể sánh ngang với thần quân và thần hậu ở vùng thế giới này giải cứu ra một sự tồn tại ảnh hưởng đến sự cân bằng như vậy đương nhiên là đã phá vỡ ký kết ngầm nhưng ngụy quân không coi đó là gì Sư phụ rộng lượng một chút không phải là chuyện nên làm sao Không to tác gì Sa vị cũng không trông chờ ngụy quân có thể tuân thủ ký kết ngầm Ông ta không quan tâm Hễ ngụy quân ra tay, sau đó ông ta cũng sẽ ra tay Thu chết về tay ai, tất cả đều tùy thuộc vào thủ đoạn mỗi người Ông ta không quan tâm đến thế cục phát triển như vậy Nhưng ông ta biết, ngụy quân quan tâm Vì vậy, ông ta đang mong chờ xem ngụy quân sẽ xuất chiêu như thế nào sau đó ngụy quân đã không cho sư phụ hờ cơ hội quan sát mình đi thôi ngụy quân tùy ý nói thật nhàm chán yêu hoàng thua chắc rồi thấy ngụy quân thực sự rời đi sa vị cũng không ở lại ông ta cũng cảm thấy không thú vị trận chiến này không có gì khiến mắt ông ta phát sáng mặc dù kết quả của cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến hướng đi tương lai của toàn thế giới nhưng đối với ông ta mà nói không có gì ngạc nhiên vui mừng đáng nói ưng ừ vương chiến lực xuất sắc thiên phú thường thường trần già và yêu hoàng thiên phú xuất sắc chiến lực thường thường hơn nữa đều đang lãng phí thiên phú loại chiến sĩ lục giác xuất sắc mọi mặt như thiên đế sa vị đã rất lâu không thấy rồi đã gặp được thiên đế rồi ông ta rất khó có thể động tâm với với khác mặc dù cuộc chiến này được định sẵn sẽ lưu lại bút tích mực đặc màu đậm trong sử sách nhưng theo như sa vị thấy cho dù là ông ta hay là ngụy quân đều sẽ không quá chú ý đến điều đó ông ta sai rồi sau khi ngụy quân về kinh vẫn vô cùng quan tâm đến cuộc chiến này thậm chí đại càng phái ra một đội quân do hai tướng quân lâm tiết làm quân chi viện chạy đến chiến trường yêu đình hỗ trợ yêu đình ngăn chặn kẻ thù xâm phạm đương nhiên chắc chắn là không ngăn chặn được trừ khi đại càng khởi hết khuynh quốc chi binh nhưng vào thời điểm mà Tây Đại Lục có thể chỉ huy đông tiến bất cứ lúc nào, dốc hết toàn lực khai chiến với thần hầu, không nghi ngờ gì là một quyết định thiểu năng trí tuệ. Cả Tô Lan Gia và quân ức thiển đều không phải là loại ngốc như vậy, vì vậy bọn họ sẽ không mắc phải sai lầm như thế. Bọn họ cũng căn bản không muốn thật sự cứu yêu đình. Điều bọn họ muốn làm là khiến yêu hoàng thuận lợi rời đi. Bao gồm cả dòng chính của yêu hoàng. Đại càng cần yêu hoàng yêu hoàng hiện tại cũng cần đại càng. Hiện tại hai bên cần phải ôm nhau sưởi ấm, mà thực lực của yêu hoàng lại mạnh như vậy, đại càng đương nhiên không thể bỏ lỡ loại đồng minh này. Mà một đồng minh thực lực mạnh, thế lực lại bị đánh cắp, đối với đại càng mà nói, còn tốt hơn nhiều so với yêu đình có thực lực trước đó vượt trội hơn đại càng. Cấp cao đại càng đã tổ chức một cuộc họp phạm vi nhỏ, ngụy quân đưa ra một đề nghị khiến rất nhiều người há hốc mồm. Thông tính yêu đình, quân ức thiển ngụy quân ngươi điên rồi ngụy quân bình tĩnh nói các vị đây là một cơ hội ngàn năm có một bỏ qua cơ hội này sẽ không có được nữa ta không phải nói muốn thôn tính yêu đình vốn có mà là muốn thôn tính yêu đình còn sót lại do yêu hoàng lãnh đạo địa bàn tài nguyên gì đó của yêu đình toàn bộ đều để lại cho thần hậu những thứ đó chúng ta chúng ta cướp không được cũng không muốn đi cướp nhưng chúng ta có thể dùng khẩu hiệu giúp yêu hoàng phục thù đi thôn tính yêu hoàng và những tâm phúc của yêu hoàng tô lang gia kinh ngạc nói ngụy đại nhân ta thừa nhận ngài nói rất có lý cũng thể thực hiện được nhưng yêu hoàng cũng không phải kẻ ngốc hơn nữa là một yêu hoàng ông ta làm sao có thể chấp nhận sự thôn tính của đại càng hoàng đế không thể sỉ nhục yêu hoàng có uy nghiêm cần bảo vệ của ông ta không thể đứng dưới người khác ngụy quân cười ha ha hoàng đế không thể sỉ nhục sao Năm đó ta ăn cơm hay đi ngủ cũng đều mắng chửi càng đế. Tô Lan Gia Không còn lời chống đỡ. Hồi đó ngụy Quân đã làm điều này rất nhiều. Đối với ngụy Quân mà nói, sĩ nhục hoàng đế quả thực quen tay hay việc. Nhưng Tô Lan Gia kiên quyết nói, ngụy Đại Nhân, yêu hoàng không giống với tiên hoàng, yêu hoàng mạnh hơn nhiều. Ta biết, mọi người yên tâm, ta không điên. Mặc dù yêu hoàng mạnh nhưng cũng có điểm yếu của mình, còn là điểm yếu rất trí mạng, nếu không cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế này. Hơn nữa bên cạnh yêu hoàng có Hồ Vương một lòng trung thành phò tá, ý kiến của Hồ Vương ảnh hưởng rất lớn đối với yêu hoàng. Mà trong tay đại càng chúng ta lại có chồng và con gái thậm chí còn có cháu của Hồ Vương, bọn họ đều là người có thể thuyết phục Hồ Vương. Ngụy Quân nói đến đây, khẽ mỉm cười, nói, ta có lòng tin với Hồ Vương, Hồ Vương nhất định có thể giúp đại càng chúng ta thuyết phục yêu hoàng giúp đại càng thuận lợi hoàn thành kế hoạch. Những cấp cao khác của đại càng đều tỏ vẻ ngụy quân quá lạc quan. Ngụy đại nhân, người đừng xem thường hồ vương. Hồ vương là hồ vương của yêu đình, không phải là hồ vương của đại càng chúng ta. Không thể vì hồ vương đã từng giúp đại càng chúng ta liền thật sự cho rằng hồ vương là đang làm việc cho đại càng chúng ta được. Hồ vương là một trí giả, rất khó tưởng tượng rằng bà ta sẽ đưa ra một quyết định không sáng suốt ngụy quân bị những lời đánh giá về hồ vương của những người này chọc cười rồi chuyện này giao cho ta làm đi trước tiên đừng lộ diện dưới danh nghĩa của triều đình ngụy quân quả quyết nói phía bên hồ vương và yêu hoàng để ta đi thuyết phục vừa hay phía bên liên minh người tu chân gần đây rất thành thật ta không có chuyện gì làm ngụy quân đi tìm nhậm giao giao trước cô con gái hiếu thảo nhậm giao giao này lập tức hào hứng nhận nhiệm vụ lòng đầy cảm giác sứ mệnh mà tỏ vẻ mình nhất định sẽ thuyết phục hồ vương không làm thiết huyết cứu quốc hội mất mặt. Sự thật đã chứng minh rằng nhậm giao giao quả thực đã không làm thiết huyết cứu quốc hội mất mặt. Nhưng nàng ta cũng không nở mặt. Bởi vì không chờ cho nàng ta đưa ra kiến nghị với Hồ Vương, Hồ Vương đã chủ động bắt đầu hiến kế với Yêu Hoàng. Vào lúc này, Yêu Hoàng và Hồ Vương bao gồm cả một số dòng chính của Yêu Hoàng đều đã lưu vong đến Đại Càng. Yêu Đình đã rơi vào tay thần hậu. Những tầng lớp thấp nhất và trung tầng bao gồm cả những yêu vương cấp cao còn sống không thoái binh cùng yêu hoàng mà lựa chọn thần phục thần hậu. Nhưng yêu hoàng vẫn chưa chết. Cũng còn có một bộ phận tâm phúc cùng lưu vong với yêu hoàng đến đại càng. Yêu hoàng hô lên khẩu hiệu của bọn họ. Trong vòng 3 tháng, phản kích yêu đình. Hồ vương ngoài mặt thì cùng hô khẩu hiệu phản kích yêu đình với yêu hoàng. Khi riêng tư, hồ vương thẳng thắng. Bệ hạ, với thực lực hiện tại của chúng ta, muốn phải kích yêu đình, e rằng đã không thể rồi, chúng ta phải chấp nhận hiện thực. Yêu hoàng không muốn nói chuyện. Muốn được yên tĩnh. Ông ta hậm hực rồi. Mặc dù nói như vậy nhưng chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Bệ hạ, chỉ cần ngài chịu nghe ta một lời, thần có lòng tin sau này Đông Sơn sẽ lại được xây dựng lại. Hai mắt yêu hoàng sáng lên, ái khanh, ngươi còn có cách sao? Có hồ vương trả lời một cách như đinh đóng cột bệ hạ kế hoạch hiện tại chỉ có thể mượn dùng sức mạnh của đại càng đại càng và thần hậu tuyệt đối không thể bước đi cùng nhau kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mối quan hệ của chúng ta và đại càng sẽ thân thiết hơn trước đây chúng ta cũng chắc chắn có thể có được nhiều sự ủng hộ từ bên phía đại càng này yêu hoàng có chút khó xử ái khanh nói có lý chỉ là trước đây đều là chúng ta chiếm thế thượng phong hiện tại chúng ta lại cần sự ủng hộ của đại càng, trong lòng bổn hoàng đây băn khoăn. Hồ Vương tỏ vẻ hiểu được. Nhưng bà ta kiên trì nói, bệ hạ, vì phục quốc, không còn cách nào khác. Yêu hoàng cắn chặt răng. Ái Khanh, cho dù là như lời ngươi nói, nhưng chúng ta làm sao có thể khiến đại càng giúp đỡ chúng ta được. Đại càng cũng không phải ngốc, chuyện không có lợi, bọn họ thực sự sẽ làm sao. Hồ Vương nói, bệ hạ thánh minh, vì vậy chúng ta phải khiến cho đại càng nhìn thấy được lợi ích mới được. Muốn thuyết phục cao tầng đại càng bắt buộc phải khiến bọn họ biết được giao hảo với chúng ta, giúp đỡ chúng ta mới có thể đổi lấy lợi ích lớn hơn cho đại càng. Mà muốn làm được điều này, vẫn là nằm ở bệ hạ. Yêu hoàng cười khổ, nói, ái khanh thật sự đánh giá cao bổn hoàng rồi, hiện tại bổn hoàng đã lực bất tòng tâm mặc dù trước khi đi còn mang theo một số nội tình của yêu đình nhưng những thứ này phần lớn đều là thứ hữu dụng cho yêu tộc chúng ta e rằng đại càng sẽ không cảm thấy hứng thú hồ vương nói bệ hạ điều thần nói không phải là vàng bạc châu báu đại càng cũng sẽ không hứng thú với những thứ hào nhoáng bên ngoài đó điều thần nói chính là loại cao thủ cái thế thiên hạ vô song như ngài thứ mà đại càng hiện tại thiếu nhất cũng là sự áp trận của cao thủ cấp bậc chí tôn cấp đỉnh như ngài Yêu Hoàng được hộ vương Tân Bốc đến đỏ mặt. Ông ta, một cao thủ cái thế thiên hạ vô song, suýt chút nữa bị vây đánh trên thế giới, suýt nữa bị đánh, yêu đình rơi vào tay giặc. Nếu như không phải đại càng phái người tới trợ giúp, thần hậu cũng chưa chính thức xuất quan, yêu hoàng cảm thấy lần này nói không chừng mình thật sự sẽ hoàn toàn nằm trên chiến trường rồi. Hiện tại yêu hoàng cũng đã hiểu rõ về thực lực của chính mình. Mặc dù được xưng là nam yêu hoàng, bắt ma quân nhưng ma quân tốt đẹp như vậy ông ta quả thực trèo cao rồi. Xét về thực lực, ông ta phải kém ma quân một bậc. Nếu thần hậu chính thức xuất quan, một chọi một với ông ta, e rằng ông ta cũng không đánh lại được thần hậu. Cho nên yêu hoàng cảm thấy, cho dù đại càng có ông ta cũng chưa chắc có ích lợi gì. Hồ Vương không biết suy nghĩ thực sự trong nội tâm của yêu hoàng, giọng điệu của bà ta vô cùng kiên định, bệ hạ, thực lực của ngài chắc chắn là thứ mà đại càng vô cùng khao khát vì vậy thần cả gan kiến nghị bệ hạ ngài nên chủ động ôm lấy đại càng chỉ cần chúng ta chủ động bày tỏ ra đủ thành ý và thiện ý tin chắc rằng đại càng chắc chắn cũng sẽ cho chúng ta một phản hồi khiến chúng ta hài lòng yêu hoàng hỏi ái khanh theo ngươi nói thì đủ thành ý và thiện ý đây là chỉ cái gì hồ vương trầm giọng nói bệ hạ nếu hiện tại yêu đình lưu vong này của chúng ta đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa vậy thì hà tất phải câu nệ biểu tượng ý của thần là thay vì che đậy không bằng chúng ta toàn diện dịch về phía đại càng đương nhiên chúng ta phải yêu cầu địa vị cao hơn đãi ngộ tốt hơn để chứng minh không phải là chúng ta đi nương nhờ đại càng mà là đại càng cần chúng ta bệ hạ đại càng sẽ không giúp yêu đình chúng ta phục quốc nhưng bọn họ chắc chắn sẽ giúp bản thân phục quốc nếu lợi ích của chúng ta hoàn toàn ràng buộc với lợi ích của đại càng bọn họ còn có lý do gì để từ chối giúp đỡ chúng ta lời này của hồ vương lúc đầu yêu hoàng vốn nghe đến giận tím mặt nhưng càng nghe càng thấy có lý hồ vương nói đúng dù sao yêu đình lưu vong đã chỉ tồn tại trên danh nghĩa hơn nữa chúng ta không phải là đi nương nhờ đại càng mà là đại càng cần chúng ta chỉ cần đại càng cho chúng ta địa vị cao hơn đại ngộ tốt hơn như vậy sao có thể coi là đi nương nhờ chứ trên thực tế người chiếm thế chủ động chính là chúng ta nếu thật sự có thể trói buộc lợi ích của chúng ta với lợi ích của đại càng lại với nhau thì sự việc đơn giản hơn rồi đại càng chắc chắn sẽ giúp mình đến lúc đó không cần chúng ta bỏ ra bất cứ cái giá nào đại càng cũng sẽ giúp chúng ta phục quốc đây quả là một cuộc mua bán một vốn bốn lời làm bắt buộc phải làm yêu hoàng bị hồ vương thuyết phục rồi hồ vương loạn ngữ thiên phú thần thông đáng sợ như vậy yêu hoàng vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của hồ vương đặc biệt là ánh mắt của yêu hoàng đã rơi vào đuôi của hồ vương vì cứu yêu hoàng thoát thân hồ vương đã liều mạng thay yêu hoàng chặn một đòn của ưng vương vì vậy hồ vương đã vĩnh viễn mất đi một chiếc đuôi chiếc đuôi của hồ tộc quan trọng thế nào trong lòng yêu hoàng vô cùng rõ ràng để cứu ông ta một vị vua mất nước hồ vương lại nguyện ý bảo ra cái giả cực lớn như vậy lòng trung thành như vậy trong yêu đình ai có thể so sánh được. Hồ Vương đã làm đến bước này, Yêu Hoàng sẽ vĩnh viễn không hoài nghi Hồ Vương nữa, nếu không Yêu Hoàng cảm thấy mình quá vô tâm. Ái Khanh, đề nghị của ngươi lão thành Mưu Quốc, bổn hoàng đã nghe hết, sẽ suy xét kỹ lưỡng. Yêu Hoàng nói, có điều đây là một vấn đề lớn, chuyện này nội bộ chúng ta phải bàn bạc quyết định, phía bên đại càng tương tự cũng phải có thái độ chính thức mới được. Thần hiểu rõ, nếu bệ hạ yên tâm thần nguyện chủ động đến du thuyết đại càng, nhất định khiến đại càng tiếp đãi đủ long trọng đối với bệ hạ. Dừng một chút, Hồ Vương nghĩ đến bản tính của yêu hoàng, lại cường điệu nói, phải khiến đại càng cho bệ hạ một địa vị tối cao, còn phải cho bệ hạ đủ thời gian để nâng cao thực lực, mưu cầu việc phục quốc cuối cùng. Nghe đến đây, yêu hoàng cuối cùng cũng vui vẻ nở nụ cười. Yêu sư chính là yêu sư. Vẫn là yêu sư hiểu bổn vương. Lần này yêu đình bị diệt, chủ yếu là do quân địch quá mạnh, thần hậu quá lợi hại. Lý do thứ hai là có tên phản đồ ưng vương này. Hồ vương một lòng trung thành, không màng sống chết đi chiến đấu vì bổn hoàng, bà ta không có trách nhiệm gì. Là bổn vương làm liên lụy đến yêu sư rồi. Nếu không phải bổn hoàng quá sơ ý, đuôi của yêu sư cũng sẽ không bị mất đi. Nghĩ đến đây, yêu hoàng thậm chí còn nảy sinh chút ấy nấy với hồ vương. Mà sau khi nhậm giao giao nghe được ý của Hồ Vương từ phía Hồ Vương, cả người tâm tình hỗn loạn. Mẫu thân, tại sao lần nào người cũng có thể đi phía trước con vậy? Người, một yêu sư của yêu đình, vậy là việc làm cho đại càng còn nhiều hơn truyền nhân ảnh tử của an toàn ti là con đây. Người bảo con làm sao có thể chịu đựng được sự đã kích này. Hồ Vương thở mạnh, nói, nếu không tại sao ta là mẫu thân của con chứ? Nhớ kỹ, mẫu thân con vĩnh viễn là mẫu thân con nhậm giao giao không lời chống đỡ. Giao giao, con nói xem nước càng có khả năng chấp nhận lời đề nghị của ta không? Yêu hoàng thì ta hiểu, ông ta cần địa vị tối cao, tuyệt đối không thể đứng dưới người khác. Hồ Vương có chút lo lắng. Bà ta hiểu nước càng, biết người nước càng sẽ không dễ dàng từ bỏ thẻ bạc trong tay. Hơn nữa cấp cao đại càng hiện tại rất lợi hại. Muốn mượn dùng thực lực của yêu hoàng là điều chắc chắn, nhưng có bằng lòng cho yêu hoàng một sự tiếp đãi lòng trọng đủ cao hay không thì không nhất định nhậm dao dao cũng không dám chắc chắn nàng ta nói với ngụy quân về tình hình một chút ngụy quân nghe xong liền cười yêu hoàng bản tính lười biếng trên miệng nói thích quyền lực nhưng sau khi yêu hoàng lên vị cũng chưa từng thấy ông ta thực sự tự mình quản qua việc gì có thể thấy đây chỉ là nói ngoài miệng thôi thích đồ ăn ngon thích ngủ thích được người khác tân bốc tổng kết lại một chút chính là chỉ thích hưởng thụ quyền lực, không thích nghĩa vụ. Muốn đối phó với yêu hoàng, quá đơn giản. Nhậm giao giao chớp chớp mắt, hỏi, chúng ta có thể cho yêu hoàng sự tiếp đãi long trọng gì? Ngụy quân khẽ cười, nói, quốc bảo, người trong nước cung phụng, cao hơn người một bậc, bốn món ăn một món canh, đãi ngộ đầy đủ. Một tên tay chân cao cấp tốt như vậy. Chỉ cần ông ta ở đại càng liền có thể cung cấp sức uy hiếp cực lớn cho đại càng, thậm chí không cần yêu hoàng đích thân xuất thủ. Điều này giống như một vũ khí hạt nhân. Căn bản không cần phóng đi. Chỉ cần nó ở đó là đủ rồi. Bảo dưỡng vũ khí hạt nhân tốn bao nhiêu tiền? Đó là một một khoản đầu tư tốn kém. So sánh, nuôi một yêu hoàng, chi phí ít hơn nhiều. Danh hiệu quốc bảo lại không cần tiền. Yêu hoàng không phải thích được tân bốc sao, không to tác gì. Cuối cùng, cục diện mọi người đều vui vẻ thần hậu chiếm yêu đình yêu hoàng trở thành quốc bảo đại càng có được yêu hoàng ba bên đều có lợi bọn họ đều có một tương lai sáng lạng quốc bảo đúng quốc bảo quốc bảo này có thơm không nó không phải là vấn đề thơm hay không thơm nó là kiểu sự tồn tại rất đặc biệt yêu hoàng ông có thể hiểu quốc bảo còn cao hơn vật tổ một bậc sẽ có được sự cung phụng và yêu mến của toàn thể bách tính đại càng bọn ta nghe thấy ngụy quân nói như vậy yêu hoàng lập tức vui vẻ ra mặt mặc dù ngay sau đó ông ta đã thu nụ cười lại tiếp tục giả vờ đầy uy nghiêm hồ vương không dám nhìn thẳng ngụy quân cũng bị yêu hoàng chọc cười ngụy quân xác nhận một điều quả nhiên những đại lão cường giả cấp đỉnh của yêu tộc này đều có phong cách hài hước ma quân là như vậy yêu hoàng cũng như vậy không tồn tại thứ uy nghiêm gì nhân vật dạng khôi hài mới là thật sự vô địch truyện tranh không lừa dối ta ngụy quân vừa nghĩ đến ma quân ma quân liền nhảy ra ngoài dựa vào cái gì mà ông ta làm quốc bảo ma quân phẫn nộ ta không phục yêu hoàng chúng ta đến luyện một chút đồng tử của yêu hoàng co rút lại ma quân đúng chính là ta bổn tọa Ông không phải được xưng là 50-50 với ta sao? Đến đến đến, để ta xem sự lợi hại của ông. Ma quân ghen tị đến nổi mắt đỏ hoe. Yêu hoàng có chút thuận theo ý nguyện. Mặc dù xưng là bắt ma quân nam yêu hoàng nhưng với ma quân, yêu hoàng cảm thấy mình không phải là đối thủ. Đương nhiên, trước đây yêu hoàng cho rằng mình có thể sánh ngang với ma quân. Nhưng cuộc tấn công của liên minh người tu chân với yêu đình lần này đã khiến yêu hoàng tỉnh mộng rồi gấu phải chấp nhận hiện thực. Điều mà bổn hoàng lợi hại chính là biết yêu khéo dùng, tự mang khí phách vương bá, so sánh cái gì với loại hiệp khách độc hành như ma quân. Vua của yêu tộc, thứ cần là trí tuệ chứ không phải vũ lực, kẻ chỉ có vũ lực là kẻ lỗ mãn. Ngay khi yêu hoàng đang suy nghĩ xem làm thế nào để từ chối lời mời chiến đấu của ma quân, liền nhìn thấy ngụy quân đặt tay lên đầu của ma quân, thản nhiên nói, đừng làm loạn, ta và yêu hoàng đang bàn chuyện. Ma vương tức giận, ngụy quân ta cảnh cáo ngươi ma quân ta cả đời này ghét nhất là bị người khác xoa đầu ta thật thoải mái ngụy quân lại rót cho nàng ta một lượng lớn hạo nhiên chính khí nhìn thấy ma quân biến thành một con mèo thoải mái đảo quanh trong vòng tay ngụy quân trong mắt của yêu hoàng suýt chút nữa rớt ra ngoài ngụy quân khẽ mỉm cười nói với yêu hoàng yêu hoàng ông cảm thấy lời đề nghị của đại càng bọn ta thế nào bọn ta là rất có thành ý từ nay về sau địa vị của yêu hoàng ở đại càng bọn ta tuyệt đối còn cao hơn cả càng đế. Dù sao, hiện tại đại ngộ cá nhân cũng cao hơn càng đế. Hơn nữa, thói quen này của yêu hoàng, cho ông ta một chỗ ở, tìm cho một chiếc giường lớn thoải mái, gần như đã có thể khiến ông ta ở đến hết cuộc đời. Không có gì to tác. Đại càng nghèo thì nghèo nhưng tiền bao nuôi loại, vũ khí hạt nhân này vẫn là có. Yêu hoàng nở một nụ cười sảng khoái. Ngụy đại nhân, ta cảm nhận được thành ý của ngươi ngụy quân cười vuốt ve đầu mèo của ma quân cũng mỉm cười nói yêu hoàng có con mắt tinh tường xem ra ông đồng ý rồi đúng không đương nhiên yêu hoàng nói chúng ta là đồng minh nên tương trợ lẫn nhau từ nay về sau ta nguyện làm quốc bảo của đại càng vậy sau đây ta sẽ bảo lễ bộ khởi thảo nghi thức sắc phong ngụy quân nói ba ngày say toàn thể cao quan từ tam phẩm trở lên của đại càng đều sẽ tham dự nghi thức sắc phong của yêu hoàng ông để bày tỏ lòng kính trọng cao nhất đối với ông. Yêu hoàng không nhịn xuống mà cười hở cả lợi. Đại càng có người anh minh như ngụy đại nhân chấp chưởng, quả thực là chuyện may mắn. Yêu hoàng cảm khái nói. Năm phút sau, ma quân nhảy ra khỏi vòng tay ngụy quân, biến thành hình người, cùng ngụy quân đi về phía điện Kim Loan, vừa đi vừa phàn nàn. Đầu óc của con hùng yêu này thật sự không dễ dùng bị ngươi xử lý dễ dàng như vậy. Thật ra cũng không dễ dàng đâu. Ngụy quân bình tĩnh nói, ta một tay cầm củ cà rốt, tay kia cầm gậy lớn, tiến hành đồng bộ thu phục yêu hoàng, tiểu miêu, ngươi cũng đóng một vai trò rất lớn. Cà rốt đương nhiên chính là vị trí của quốc bảo. Ngụy quân không nói dối yêu hoàng. Loại vũ khí hạt nhân như yêu hoàng này, đại càng phải cung phụng lên, cũng nhất định sẽ cho yêu hoàng sự đãi ngộ cao nhất, bởi vì chắc chắn có thể đổi về sự báo đáp siêu giá trị nhưng chỉ có củ cà rốt là không đủ mặc dù yêu hoàng đáng yêu nhưng cũng không ngốc đại càng một mực nhượng bộ ngược lại sẽ khiến cho yêu hoàng nảy sinh ý nghĩ được voi đòi tiên lúc này chính là cần một cây gậy lớn ma quân đã đảm đương nhân vật cây gậy một cách rất tốt ngay cả ma quân tung hoành vô địch cũng không có được vị trí quốc bảo của đại càng yêu hoàng lại có được Hành ý của đại càng có thể thấy được mà ma quân ở trước mặt ngụy quân lại ngoan giống như một con mèo được thuần hóa được rồi không phải là giống mà chính là như vậy loại tình huống này cũng khiến yêu hoàng vô cùng kinh ngạc ma quân còn như thế yêu hoàng cũng không có ý nghĩ láo xược thao tác này trông có vẻ đơn giản nhưng đổi lại là người khác thực ra rất khó làm được dù sao người có thể thuần hóa ma quân trong thiên hạ này cũng chỉ có ngụy quân mà thôi Nghiên cứu sâu hơn, lần này Ngụy Quân cũng coi như là đã phá vỡ ký kết ngầm với sư phụ hờ rồi, hắn cũng coi như là đã đích thân ra tay. Có điều lúc trước, khi cứu Ma Quân, Ngụy Quân đã mạo hiểm tính mạo để kết mối thiện duyên. Trong quá trình này, Đại Càng cũng đã cung cấp sự phối hợp nhất định. Giao nhân lành gặt quả lành. Hiện tại, Ma Quân giúp Đại Càng thuyết phục yêu hoàng, chính là hiện thân của quả lành. Với đại khí của sư phụ hờ, có lẽ sẽ không tính toán so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Ma quân không biết ngụy quân đã suy nghĩ nhiều thứ như vậy, nàng ta chỉ biểu đạt sự kinh bỉ của mình đối với yêu hoàng, tên tiểu hung kia không có lấy chút não, chỉ nhìn thấy lễ ngộ của đại càng với ông ta, hoàn toàn quên mất rằng cứ như vậy thế giới bên ngoài sẽ chỉ cho rằng ông ta đã đầu hàng đại càng. Hơn nữa, sau khi đại càng trói chặt ông ta, lúc muốn ông ta xuất thủ, ông ta còn có thể không xuất thủ sao? Giao dịch này ông ta thiệt to rồi ngụy quân khẽ cười nói có một số chuyện nhân gian bất sách yêu hoàng đáng yêu là đủ rồi chỉ số thông minh cao như vậy làm gì một yêu hoàng biết ra vẻ dễ thương biết ngủ thực lực còn cao mới là quốc bảo tốt hiện tại yêu hoàng như vậy là vừa hay nếu thực sự là một tên kiêu hùng hừng hực giả tâm đại càng vẫn không dám thu nhận ngụy quân đã báo chuyện yêu hoàng đã đồng ý quy thuận đại càng với điều kiện là đại càng phải sắc phong ông ta thành quốc bảo cho các cấp cao của đại càng lập tức toàn bộ quỳ xuống đất thái sử công mãi mãi là thần ngụy đại nhân ngài làm như thế nào được vậy yêu hoàng mất trí rồi sao điều này cũng có thể đồng ý quốc bảo là sự đãi ngộ gì không có đãi ngộ chỉ là một danh xưng nịnh bợ nhiều một chút lại quản chuyện ăn uống ngủ nghỉ phải chưởng ngụy đại nhân ngươi không làm tên lừa đảo là quá đáng tiếc rồi Hãy lắng nghe những lời khen ngợi này. Không có kỹ xảo, tất cả đều bằng cảm xúc. Mọi người đều ngây người. Người càng kinh ngạc hơn còn có càng đế. Sau khi càng đế nghe thấy yêu hoàng chấp nhận sắc phong của đại càng, ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm trong lòng, cửu thiên tuế suýt chút nữa phá hỏng đại sự của trẫm rồi, quả nhiên, trẫm mới là người đúng. Nếu ông ta không độc đoán chuyên quyền, bảo đông xưởng do cửu thiên tuế đứng đầu đừng dở những trò mánh khóe đó đông xưởng hiện tại chắc chắn đã bắt đầu tìm đường chết rồi nhưng ngay cả yêu hoàng mà ngụy đảng cũng có thể thuyết phục nếu thực sự đạt đến mức đó đế đảng và đông xưởng chỉ có thể nghển cổ đợi giết trẫm đã cứu vớt một đại bi kịch càng đế nghĩ lại mà sợ hãi không thôi người đâu bệ hạ có chuyện gì gọi trung hiền công đến đây trẫm phải răng dạy ông ta một trận càng đế nói đừng có nảy sinh tâm tư không nên có gì nữa Cửu Thiên Tuế lại bị gọi đến có một câu đậu má nhà ngươi, không biết có nên nói hay không. Tin tức về việc yêu hoàng quy thuận đại càng, không chỉ gây ra cơn sóng to gió lớn ở nội bộ đại càng. Sức ảnh hưởng lớn hơn vẫn là ở bên ngoài. Trường Sinh Tông Thần hậu không xuất quan, chỉ là thông qua trăm vàng tiến hành đối thoại với Trần Già. Phụng Tiên, ngươi có ý kiến gì về việc yêu hoàng đầu hàng đại càng? Trần Già cung kính đáp, bẩm nương nương, phụng tiên cho rằng yêu hoàng đã không còn gì đáng lo ngại không cần để tâm đến nói rõ xem thần hậu nói trần già trả lời yêu hoàng tính tình lười biếng trước đây ngay cả chính vụ của yêu đình cũng không thèm quan tâm sau khi đầu hàng đại càng càng sẽ không vì đại càng mà xung phong hãm trận nếu đại càng cho rằng bọn họ thu phục được yêu hoàng rồi có thể tùy ý sai khiến ông ta đó là sự tính toán sai lầm nếu bọn họ thực sự làm như vậy ngược lại là cơ hội cho chúng ta phụng tiên phỏng đoán xét theo phong cách hành sự trong quá khứ của yêu hoàng sau này ông ta sẽ từng bước rời khỏi trung tâm vũ đài của phong vân tế hội trở thành dọc nước mắt của thời đại có thể bỏ ông ta ra phía sau đầu rồi yêu hoàng sẽ không tạo ra sức uy hiếp gì đối với chúng ta cũng sẽ không mang đến sự giúp đỡ cho đại càng cùng lắm chỉ là giúp đại càng tăng thêm uy thế trên phương diện thanh danh mà thôi không có ý nghĩa thực tế gì trâm vàng chuyển động lên xuống tựa như đang gật đầu ta còn phải mấy nửa tháng nữa mới có thể xuất quan, trong vòng nửa tháng chuyện bên ngoài do ngươi chủ trì phụng tiên đừng làm ta thất vọng xin nương nương yên tâm phụng tiên nhất định cút cung tận tụy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng sau khi mình không còn cảm nhận được khí tức của thần hậu trần già mới thở vào nhẹ nhõm đại lão mà hắn ta đã từng chung sống cũng không ít trước đây người mang lại cho hắn ta áp lực lớn nhất chính là nguyên minh chủ bây giờ chính là thần hậu áp lực mà hiện tại thần hậu mang lại cho hắn ta còn lớn hơn cả nguyên minh chủ trước đây thậm chí khiến trần gia đã bắt đầu gặp ác mộng bởi vì cho tới bây giờ thần hậu vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn ta trần gia cảm nhận được hai thị nữ như hai bức tượng điêu khắc đứng bên ngoài nơi bế quan của thần hậu sắc mặt không đổi nội tâm lại càng kìm nén trước khi thần hậu bế quan đã để lại hai thị nữ để thúc giục hắn ta danh nghĩa mà thần hậu đưa ra là để bảo vệ sự an toàn của hắn ta đồng thời làm nổi bật địa vị của hắn ta trên thực tế dựa vào võ lực dũng mãnh của hai thị nữ này hắn ta quả thực rất dễ dàng thu phục rất nhiều người có điều bảo vệ thì quả thực là đang bảo vệ nhưng giám sát quả thực vẫn là đang giám sát rất rõ ràng thần hậu không hoài nghi hắn ta nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn ta giấu nghề không chỉ một chút đây đương nhiên là sự cảnh giác nên có của thần hậu nhưng đối với Trần Già mà nói lại rất khó chịu. Trần Già vốn muốn từ từ tính toán, dù sao người hắn ta đối mặt là thần hậu, Trần Già áp lực rất lớn, cũng hoàn toàn không thể nắm chắc có thể làm được chuyện gì lớn dưới tay thần hậu. Nhưng bây giờ Trần Già đã thay đổi ý nghĩ rồi. Không thể kéo dài. Tốc chiến tốc thắng. Nếu thật sự tiếp tục trì hoãn, đợi thần hậu hoàn toàn khôi phục, căn bản không có cách nào chơi. Hơn nữa, thần hậu căn bản không có ý định thu nhận hắn ta làm nghĩa tử trước đây lúc gặp hắn ta nàng ta cũng không thèm nhắc đến kém xa sự coi trọng của nguyên minh chủ và đổng đại tướng quân đối với hắn ta trước đây nghĩ đến rất nhiều tu hành giả của liên minh người tu chân cùng với đại bộ phận tinh nhuệ của yêu đình vừa mới quy thuận trần già biết giá trị lợi dụng của mình đang giảm đi nhanh chóng thần hậu chưa chắc đã qua cầu rút ván nhưng cũng sẽ không để hắn ta độc chiếm địa vị đây không phải là điều mà hắn ta có thể chịu đựng được. Vì vậy, Trần Gia dạ quyết định làm một trận lớn. Cũng may còn có Nhất Hiệt Thư. Với sự trợ giúp của Nhất Hiệt Thư, hắn ta có thể trốn khỏi sự giám sát của hai thị nữ của thần hậu. Trần Gia dạ nhanh chóng liên lạc với Ngụy Quân thông qua Nhất Hiệt Thư. Ngụy Huynh, tình hình bên này của ta không ổn. Ngụy Quân có chút kinh ngạc, tình hình thế nào? Không phải Huynh vừa mới dẫn người trấn áp yêu đình sao? hiện tại nên là lúc hả hê đắc ý nhất mới đúng. Trần già lắc đầu và nói, trước đó ta cũng cho rằng như vậy nhưng hiện tại ta cảm thấy bất cẩn rồi. Làm xong việc nên làm, giá trị lợi dụng của ta liền giảm xuống nhanh chóng, ta quên mất chuyện dưỡng khấu tự trọng. Cũng không phải là quên mất. Chủ yếu đuổi yêu đình chạy về phía đại càng bên này vốn chính là kế hoạch định trước của bọn họ. Trần già đã hoàn thành mục đích này, đánh giá từ kết quả, đây chắc chắn là một thành công chỉ là lần này thần hậu quả thực cũng không thiệt hơn nữa vừa rồi có thể ta đã trả lời sai một vấn đề thần hậu rất có thể vì vậy mà nảy sinh hoài nghi đối với ta trần già nói trần già nói cho ngụy quân biết về chuyện thần hậu hỏi mình việc yêu hoàng quy thuận đại càng trước đó ngụy quân nghe xong liền nhíu chặt mày lời này của huynh quả thực đã trả lời sai rồi ngụy quân nói thực lực của yêu hoàng được bày ra đó thần hậu lại đắc tội với yêu hoàng yêu hoàng không chết thần hậu bất an ngươi lại nói yêu hoàng không có sự uy hiếp gì đây chắc chắn không phải là câu trả lời mà thần hậu muốn trần già cười khổ nói sau đó ta cũng nhận ra là không đúng nhưng đã quá muộn rồi nói cho cùng cũng là ta quá tham lam không muốn chuyện yêu hoàng quy thuận đại càng nảy sinh trắc trở đều nói không muốn lại được nhưng trần già lại có ham muốn đã có ham muốn thì sẽ dễ lộ ra sơ hở điều này là không thể tránh khỏi bất cứ ai cũng đều như vậy chỉ là cụ thể lại xảy ra với trần già nếu hắn ta lộ ra sơ hở sẽ càng thêm nguy hiểm sợ rằng thần hậu đã hoài nghi ta rồi chí ít cũng sẽ hoài nghi năng lực của ta trần già nói ta không thể làm đà điểu gửi gắm hy vọng vào sự chậm chạp của thần hậu ngụy quân nói thần hậu chưa chắc đã chậm chạp luận về tâm tư tùy cơ ứng biến Thần hậu có lẽ còn mạnh hơn cả Nguyên Minh chủ và thần quân. Dù sao thần hậu trước đây phần nhiều là dựa vào thủ đoạn mà lên vị, chút thủ đoạn nhỏ này của huynh không đáng để nhắc đến trước mặt thần hậu. Trước đây nàng ta không phát hiện ra huynh là bởi vì thiếu thông tin chứ không phải năng lực của nàng ta không đủ. Hơn nữa, ta nghi ngờ nàng ta nói sau nửa tháng nữa nàng ta xuất quan cũng là để cho huynh mất cảnh giác, rất có khả năng hiện tại nàng ta đã xuất quan rồi. Nghe được lời cuối cùng của Ngụy quân trần già giật mình trong lòng sau đó phản ứng lại và kinh ngạc nói có lý trước đó thần hậu chưa từng nói cho ta biết khi nào sẽ xuất quan nàng ta cũng không cần thiết nói với ta phải là ta có chuyện báo cáo với nàng ta mới đúng nàng ta căn bản không cần báo cáo với ta càng không cần cụ thể thời gian chính xác như vậy nàng ta đã nghi ngờ ta rồi chưa chắc là nghi ngờ chẳng qua là để thận trọng phòng huynh một chút cho dù sau đó chứng minh là làm điều vô ích cũng sẽ không có tổn thất gì cẩn thận không phạm sai lầm lớn ngụy quân nói đây là sự tu dưỡng cần phải có của một cường giả ưu tú ở phương diện này lục nguyên hạo là người cẩn thận nhất thần hậu chắc chắn sẽ không làm được đến mức độ đó nhưng đề phòng trước một chút hoàn toàn nằm trong phạm vi năng lực của thần hậu nếu như thần hậu xuất quan nhưng lại không nói cho huynh chứng tỏ rằng thần hậu cho mưu đồ khác ngụy quân có chút suy tư đương nhiên đây cũng là chuyện bình thường nếu thần hậu cho mưu đồ khác đó mới là nhìn thấy quỷ rồi nhưng thần hậu sẽ mưu đồ chuyện gì có chuyện gì mà thần hậu cần phải lén lút đi làm khi ngụy quân nói đến đây hắn và trần già dạ nhìn nhau đồng thời nghĩ đến một khả năng trần già dạ hít một hơi thật sâu diệt phật giết tù nhân phá hoại đàm phán hòa bình giữa đại càng và tây đại lục trần già càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi ngụy huynh huynh mau đi nhắc nhở những người khác ngụy quân cũng có chút giật mình nhưng hắn không động đậy thay vào đó hắn liếc nhìn trần già nếu ta nhắc nhở những người khác rồi có phòng bị rồi huynh có khả năng sẽ bị bại lộ ngụy quân nói rất nhiều chuyện đều liên quan đến nhau bình thường mà nói ngay cả việc thần hậu hạ giới hay chưa bọn ta cũng không nên biết mặc dù trước đó lúc động thủ với yêu hoàng có trâm vàng của thần hậu xuất hiện nhưng đó chỉ là trâm vàng của thần hậu mà thôi trước đó trần già đã từng sử dụng trâm vàng của thần hậu không thể chứng minh rằng thần hậu đã hạ giới yêu hoàng bị vây hãm trâm vàng của thần hậu xuất lực rất lớn càng quan trọng hơn là sự tăng vọt về thực lực của trần già và ưng vương khiến yêu hoàng hoàn toàn không nắm bắt được cho nên trên lý thuyết thần hậu hạ giới hay không hiện tại vẫn chỉ là một sự phỏng đoán có thể chỉ có trần già mới biết được thần hậu đã thật sự hạ giới rồi. Nếu đại càng thật sự đi dự phòng, hơn nữa còn dự phòng có tính nhắm vào, không nói đến việc có thể phòng hay không, chỉ riêng bản thân chuyện này thôi, rất có thể sẽ hoàn toàn bại lộ sự tồn tại của trần già. Đương nhiên ngụy Quân không muốn kế hoạch của thần hậu thành công, nhưng nếu điều kiện tiên quyết là bại lộ trần già hoặc là mang đến nguy hiểm cho trần già, ngụy Quân sẽ suy xét một chút, sẽ không quyết định bốc đồng như vậy. Ngược lại, trần già dạ vô cùng lo lắng ngụy huynh ta không sao đề phòng được thần hậu trước rồi nói không phòng được ngụy quân lắc đầu nói chỉ có ngày ngày làm giặc nào có đạo lý ngàn ngày phòng giặc chỉ cần thần hậu sẵn sàng tự mình động thủ thì căn bản không thể phòng được trừ khi chúng ta phái cử ra ma quân hoặc là yêu hoàng nhưng đây là điều không thể cho dù là ma quân hay là yêu hoàng cũng đều không thể làm bảo mẫu cho đại càng đối với những người khác ở đại càng Thực lực của thần hậu vốn chính là hàng duy đã kích. Lãnh thổ của đại càng lại lớn như vậy, chiến tuyến lại dài như vậy, làm sao phòng? Phòng không được. Hơn nữa tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán của chúng ta, nếu chúng ta ra quân ồ ạt, cuối cùng lại không xảy ra thì sao? Ngụy quân hỏi ngược lại. Trần già không thể phản bác. Khả năng này quả thực là có tồn tại. Cũng không thể không làm gì cả, đúng không? Trần già nói đương nhiên phải làm một số việc gì đó có điều phòng ngự không phải là phong cách của ta ngụy quân trầm ngâm nói vừa rồi không phải huynh nói muốn làm một trận lớn sao ý tưởng này cũng không tồi thần hậu đánh theo ý của thần hậu chúng ta đánh theo ý của chúng ta làm hại lẫn nhau xem ai chống đỡ không nổi trước trần già những đối tượng mà thần hậu có khả năng hạ thủ kia thì làm thế nào ngụy quân suy nghĩ một chút nói dù sao cũng không phải là người của đại càng chúng ta xem vận khí của bản thân bọn họ vậy. Ngụy quân cũng không phải thánh mẫu. Trần già không có gì để phản bác. Hắn ta chỉ nhắc nhở, cứ như vậy, mối quan hệ của chúng ta với Tây Đại Lục sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Chiêu này của thần hậu là châm ngòi ly gián, hơn nữa rất dễ bị nàng ta châm ngòi thành công. Còn có, Ngụy Huynh, Huynh đừng quên, đám người cơ soái vẫn chưa được trao đổi về. Ta biết, chuyện này cần phải cẩn thận lên kế hoạch chỉ cần kế hoạch tốt đám người cơ soái cũng chưa chắc đã có chuyện ngụy quân nói thần hậu muốn đợi chúng ta và tây đại lục trai tranh cò đấu trước nàng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi ý nghĩ này ta phỏng đoán rằng thần quân cũng có mặc dù hình tam giác là kết cấu ổn định nhất nhưng mỗi một vị chủ sự của ba bên thế lực đều chắc chắn hy vọng loại bỏ một bên trước từ tam quốc diễn nghĩa biến thành sông hùng tranh bá do đó bất kỳ sự hợp tác nào cũng có thể xảy ra chỉ cần dám nghĩ Dám làm Thật trùng hợp Bất kể là thần quân hay là thần hậu hay là đám người này của đại càng đều vô cùng dám nghĩ dám làm Trần Huynh, lần này có thể sẽ thực sự làm một trận lớn Thân phận của Huynh sẽ khiến Huynh trở thành đầu mối vận chuyển rất quan trọng Ngụy quân nói, nói không chừng, thần quân sẽ vô cùng tín nhiệm Huynh Trần già mỉm cười, Tây Đại Lục có lẽ cũng sẽ vô cùng tín nhiệm ta Bởi vì cho đến trước lúc chết, Will vẫn cho rằng ta là người của Tây Đại Lục, ta phỏng đoán có lẽ trong báo cáo mà hắn ta đưa cho Tây Đại Lục cũng nói về chuyện này. Như vậy càng tốt rồi. Ngụy quân nói, huynh chú ý đề phòng những người thay thế mà thần hậu để lại bên cạnh huynh, nếu không có gì bất ngờ thì một khoảng thời gian nữa huynh sẽ rất bận, có một số chuyện không thể để thần hậu biết. Hiểu rồi, hành động mà đại càng cần ta phối hợp, Ngụy huynh, huynh kịp thời thông báo cho ta, ta sẽ giúp đỡ phối hợp trước trần già nói ta có thể cảm nhận được quyết chiến sắp tới rồi quả thật vậy quyết chiến sắp đến hoặc là nói nó đã đến rồi sự thật đã chứng minh rằng suy đoán của ngụy quân và trần già là chính xác bọn họ rời khỏi nhất hiệp thư chưa đầy nửa ngày an toàn ti liền nhận được tin tức trên dưới đại càng đều phẫn nộ ngay cả càng đế đang giả chết cũng phẫn nộ không thôi gọi cửu thiên tuế đến hoàng cung lần thứ ba một chân đạp cửu thiên tuế ngã sấp Lúc đó, cửu thiên tuế suýt không kìm lòng được mà giết vua. Không thể chịu được sự sỉ nhục này. Cho đến khi càng đế ném thông tin tình báo do an toàn ti gửi đến lên người ông ta. Sau khi đọc xong thông tin tình báo mới nhất, cửu thiên tuế toát mồ hôi lạnh đầy người, trực tiếp quỳ xuống đất và dập đầu thịt thịt xin tha thứ. Bệ hạ minh giám, chuyện này không phải lão nô làm. Lão nô bị oan, đông xưởng bị oan. Đây là có người cố ý vu oan hãm hại lão nô tiếng kêu oan của cửu thiên tuế vang vọng khắp cung điện càng đế cũng dần khôi phục lý trí sau cơn tức giận của mình chỉ là trên người ông ta vẫn tràn ngập sát khí sợ thì sợ nhịn thì nhịn nhưng nếu ai phá hủy đại kế chờ đợi của càng đế càng đế cũng sẽ không keo kịp mà giết người lần này gọi cửu thiên tuế vào cung càng đế thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng để giết cửu thiên tuế rồi nhưng sau khi cơn giận nguôi ngoai lý trí khôi phục lại Càng đế cũng bắt đầu suy nghĩ về toàn bộ vấn đề. Càng đế trầm giọng hỏi, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Trước đó người vừa muốn diệt Phật, phía sau Phật môn trong lãnh thổ đại càng liền bị tàn sát sạch. Thật sự không phải ngươi làm. Đúng vậy, Phật môn trong lãnh thổ đại càng đã bị tàn sát rồi. Gần như bị diệt môn chỉ sau một đêm. Hơn nữa còn gần như đồng thời hành động. Cho đến sau khi sự việc kết thúc, an toàn ti mới nhận được tin tức. Trên thực tế, chuyện này được làm vô cùng bí mật, cho đến bây giờ, tin tức của Đông Sương vẫn đang trên đường. Có thể được năng lượng và thực lực của người động thủ. Cửu Thiên Tuế đã khóc. Bệ hạ, người quá đánh giá cao lão nô rồi. Không có mệnh lệnh của người, lão nô có thể huy động bao nhiêu người từ Đông Sưởng. Đông Sưởng có thực lực quét sạch tất cả Phật môn trong lãnh thổ đại càng này sao? Bệ hạ, bọn thần không có năng lực đó càng đế đã bị thuyết phục rồi đông xưởng hình như không lợi hại như vậy nếu như một đám nô tài ngoan ngoãn này mà lợi hại như vậy ông ta sớm đã không cần nhẫn nhịn ngụy đảng rồi tuy nhiên cử thiên tuế dường như không chỉ có đông xưởng làm thuộc hạ đông xưởng không làm được đám tinh thiếu nữ kia thì sao trí thông minh của càng đế đăng nhập nếu các tinh thần liên thủ lại muốn làm được đến bước này có lẽ là không khó nhỉ cử thiên tuế thầm mắng trong lòng chỉ số thông minh này của càng đế toàn đăng nhập vào những lúc không nên đăng nhập. Các tinh thiếu nữ thực sự có năng lực này. Nhưng lần này ông ta thực sự không động thủ. Bệ hạ, lão nô một lòng trung thành với người, chuyện người không để cho lão nô làm, lão nô dù có gan lớn bằng trời cũng không dám làm. Huống hồ, quỹ đạo hành động của lão nô và các tinh thần đều nằm dưới con mắt bao người, bệ hạ, chỉ cần người hơi điều tra một chút là có thể biết rõ phía sau chuyện này nhất định còn có nguyên nhân khác có thế lực khác động thủ muốn vô oan cho đại càng chúng ta câu nói này của cửu thiên tuế đã thuyết phục được càng đế có thế lực khác ra tay sao đây là muốn chia rẽ mối quan hệ của đại càng và phật môn không chỉ chia rẽ mối quan hệ của đại càng và phật môn mà còn cả mối quan hệ giữa đại càng và tây đại lục sau khi cửu thiên tuế hồi phục sau cú sốc ông ta đã nghĩ sâu xa hơn cả càng đế hiện tại ông ta thậm chí đã khóa chặt hung thủ dù sao ông ta biết nhiều thông tin hơn càng đế bệ hạ minh giám chuyện này không phải là do lão nô ra tay không phải là tinh thiếu nữ ra tay cũng chắc chắn không phải ngụy đảng bọn họ ra tay hiện tại ngụy đảng có chủ trương đàm phán hòa bình với tây đại lục trao đổi đám người cơ trường sinh về vì vậy cũng sẽ không làm loại chuyện này càng đế khẽ gật gật đầu ông ta đồng ý với cách nói này ngụy đảng sẽ không làm loại chuyện như vậy cho nên phản ứng đầu tiên của ông ta vừa rồi chính là nghi ngờ cửu thiên tuế bây giờ có vẻ như cửu thiên tuế cũng không phải là hung thủ thực sự như vậy càng đế giật mình trong lòng cửu ngàn năm cũng đưa ra câu trả lời bệ hạ hiện tại xem ra hung thủ thực sự chỉ có một liên minh người tu chân lại động thủ rồi hơn nữa rất có khả năng là thần hậu đích thân ra tay nếu không sẽ không sạch sẽ gọn gàng như vậy cửu ngàn năm nói ngoài miệng là có khả năng nhưng trên thực tế ông ta đã xác nhận chính là thần hậu ra tay ngoại trừ thần hậu ra không có đại thế lực nào khác có thể làm ra loại chuyện lớn như vậy đồng thời còn có thể che giấu được bọn họ sắc mặt càng đế tái nhật thần hậu đúng vậy nhất định là thần hậu cửu thiên tuế kiên định nói lão nô không nghĩ ra còn có đáp án nào khác nếu là thần hậu như vậy thì để đám người ngụy đảng đi đối phó đi càng đế lại khôi phục lại bản tính một lần nữa năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn ái khanh ngươi nhất định phải cẩn thận thế giới hiện tại quá hỗn loạn trẫm cũng không bảo vệ được cho ngươi cửu thiên tuế con mẹ nó quá chân thật rồi lúc đầu còn tưởng rằng là ta làm ông là một người sát phạt quyết đoán bây giờ nhận ra rằng có thể là do thần hậu làm trút lui cũng quyết đoán thật. Càng đế, không hổ là ông. Cửu thiên tuế đã hoàn toàn chịu phục. Loại này thực sự không thể gửi gắm kỳ vọng quá cao. Trong lòng cửu thiên tuế rất muốn một tay đánh chết càng đế nhưng ông ta đã nhẫn nhịn. Bệ hạ, không thể để mặt thần hậu kiêu ngạo như vậy. Cửu thiên tuế nói, vì kế hoạch của đại càng, chúng ta nhất định phải phản kích. Về vấn đề đối mặt với thần hậu, cửu thiên tuế thuộc phái chủ chiến kiên định thậm chí còn tích cực hơn cả việc đối phó với ngụy đảng bởi vì mâu thuẫn giữa thần hậu và thần quân đã được định sẵn là không thể hóa giải ngược lại theo như cửu thiên tuế thấy ngụy đảng hoàn toàn có khả năng bị thần quân thôn tính thần hậu thì không có vì vậy thần hậu nhất định phải chết đáng tiếc càng đế nhanh chóng nhận rõ một hiện thực ông ta không phải là đối thủ của thần hậu vì thế ái khanh hãy kiên nhẫn đừng nóng vội chúng ta đợi thêm một chút đám người ngụy đảng sẽ có phản ứng càng đế nói dựa vào sự hiểu biết của trẫm về ngụy đảng bọn họ không có tính chịu thiệt chúng ta chỉ cần đợi một chút là được hơn nữa lần này vốn cũng là do ngụy quân làm không tốt càng đế nói như vậy là có lý do trước đó ngụy quân đã ôm lấy nhiệm vụ đối phó với liên minh người tu chân nói sẽ dùng thiết huyết cứu quốc hội trừ bỏ liên minh người tu chân tuy nhiên sau khi liên minh người tu chân quy nhập về dưới trướng của thần hậu lập được chiến công hiển hách cho thần hậu công phá yêu đình tàn sát phật môn quả thực còn nở mày nở mặt hơn cả thời kỳ hưng thịnh của liên minh người tu chân dưới tình huống như vậy đương nhiên là ngụy quân đã không làm tròn chức trách ai bảo ngụy quân nói rằng để liên minh người tu chân cho hắn đối phó cửu thiên tuế không ngờ rằng càng đế hiện tại vẫn khá có trí tuệ về chính trị vậy mà lại còn nhớ chuyện này ông ta lắc lắc đầu bất lực về chuyện đối phó với thần hậu ông ta thật sự nguyện ý giúp đỡ ngụy quân một phen bởi vì trong suy nghĩ của ông ta ngụy quân bao gồm cả ngụy đảng đều không phải là đối thủ của thần hậu nhưng cửu thiên tuế không biết rằng cùng lúc ông ta được càng đế gọi vào cung các cấp cao của ngụy đảng cũng đang tổ chức một cuộc họp nhỏ để thảo luận về chuyện vừa mới xảy ra mà với những người tham gia ngụy quân còn mời thêm một người nữa nữ thần trí tuệ Lần này người bị tàn sát không chỉ là Phật giáo trong lãnh thổ đại càng mà còn có tù binh của Tây Đại Lục. Đều nói giết tù binh chẳng lành. Trước đây nếu cơ soái đang ở đây, có thể tù binh của Tây Đại Lục sẽ không thể giữ lại. Cơ soái là một kẻ cùng sát kiên định. Nhưng cơ soái đang ở Tây Đại Lục. Người chủ sự của quân đội đại càng bên này là Tô Lan Gia, ông ta không cấp tiếng như cơ soái. Sau khi xác định thắng lợi trong cuộc chiến dịch nhằm vào quân viễn chinh Tây Đại Lục, Tô Lan Gia đã không lựa chọn đuổi cùng giết tận mà lựa chọn bắt giữ tù binh. Hơn nữa, còn cho những tù binh quân viễn chinh của Tây Đại Lục sự đã ngộ không tồi. Chỉ là bây giờ, tất cả những tù binh của Tây Đại Lục đều thành người chết rồi. Hầu hết đều là trúng độc mà chết. Chỉ có lẽ tẻ chưa đầy 100 người sống sót, tất cả đều nhờ vào vận khí mà sống sót. Nữ thần trí tuệ thì không phải. Bà ta là dựa vào thực lực mà sống sót sau khi nhận được lời nhắc nhở từ lam tình nữ thần trí tuệ đã rất chú ý đến sự an toàn của bản thân hơn nữa bà ta chỉ bất động ở kinh thành với sự cường đại của thần hậu cũng không dám tự tiện xông vào kinh thành đại càng một số ám thủ mà thần hậu có thể động dụng giết chết tù binh của tây đại lục không thành vấn đề nhưng muốn động thủ với lam tình thì chưa đủ sức vì vậy nữ thần trí tuệ đã tránh được một kiếp nạn chỉ là đối mặt với loại cục diện này nữ thần trí tuệ cũng bị dọa kinh hãi đúng như càng đế đã nói thế cục thay đổi quá nhanh chiến lược cấp bậc thần linh này của bà ta dưới tình huống hiện tại cũng đang ăn bữa hôm lo bữa mai tràn ngập cảm giác không an toàn ngụy quân đang nghe truyện trên tv audio cv đích thân rót cho nữ thần trí tuệ một ly nước sau đó trấn an nữ thần không cần sợ hãi những nơi khác thì khó nói nhưng chí ít ở kinh thành sự an toàn của bà là có thể được đảm bảo nữ thần trí tuệ cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh bà ta hỏi một chuyện có phải toàn bộ phật môn trong lãnh thổ đại càng đã bị người khác tàn sát sạch trong một đêm rồi ngụy quân trả lời một cách rất khách quan không phải là tất cả đều chết sạch nhưng phần lớn tư sản của phật môn đều bị cho một mồi lửa số người sống sót chưa đầy một phần mười trong lãnh thổ đại càng phật môn có thể nói là hoàn toàn hết hy vọng rồi bị đoạn tuyệt căng cơ rồi nữ thần trí tuệ thất giọng nói thật sự tàn nhẫn. Thật tàn nhẫn, nhưng chuyện này không phải bọn ta làm. Với trí thông minh của thần hậu có lẽ cũng có thể nhìn ra được. Ngụy Quân nói thẳng. Nữ thần trí tuệ trầm tư một lát, sau đó đưa ra đáp án là do thần hậu làm. Ngụy Quân không nói gì, hắn nhìn về phía Triệu Thiết Trụ. Triệu Thiết Trụ mở miệng nói, thật đáng tiếc, cho tới bây giờ chúng ta đều đoán rằng chắc hẳn là thần hậu làm nhưng chúng ta vẫn chưa có được chứng cứ bổn quan bất tài quả thực xin lỗi bổn quan cũng sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ hình phạt nào tuy rằng rất quan uổng dù sao đẳng cấp của thần hậu cũng vượt qua hắn ta quá nhiều nhưng triệu thiết trụ nhận lỗi hơn nữa hắn ta cũng không cảm thấy mình thực sự quan uổng cho lắm dù sao ở địa vị của hắn ta ở chức vụ của hắn ta xảy ra loại chuyện này hắn ta là tư trưởng an toàn ti cũng phải chịu trách nhiệm nho nhã vậy không thể lúc có công lao thì là do hắn ta lãnh đạo tốt, xảy ra chuyện thì không liên quan gì đến hắn ta được. Triệu thiết trụ không phải là người mặt dày như vậy, hắn ta cũng không phải là một nhân vật chính trị lão luyện, vì vậy hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng nhận lỗi và từ chức. Chỉ cần tư trưởng kế nhiệm của An Toàn Ti vẫn là người của bọn họ là được rồi. Nhưng đối mặt với đại địch, ngay cả không phải người của ngụy đảng cũng không có tâm tư đấu đá nội bộ. Nữ thần trí tuệ cao mày, trực tiếp nói, không có chứng cứ thì tạo ra chứng cứ, hiện tại là thời đại nào rồi, còn nhiều trình tự như vậy. Đại càng các ngươi rốt cuộc là làm việc thế nào vậy? Mọi người đều bị sốc. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía nữ thần trí tuệ. Sau khi quân Ức Thiển phản ứng lại, khẽ ho một tiếng, cảm khái nói, không hổ là nữ thần trí tuệ. Tô Lan gia, nữ thần nói phải. Triệu Thiết Trụ, bổn quan nghe nữ thần nói còn hơn 10 năm đọc sách, ta sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ nữ thần trí tuệ bà ta cảm thấy mình đã bị đưa vào chồng hơn nữa bà ta có chứng cứ nhưng hiện tại cũng không quan trọng lắm quan trọng là thần hậu đã ra tay rồi bọn họ tiếp theo phải làm thế nào một câu nói của ngụy quân khiến nữ thần trí tuệ một lần nữa giật mình nữ thần nếu như ta đoán không lầm mục tiêu tiếp theo của thần hậu có khả năng chính là bà nữ thần trí tuệ cười khổ nói đúng vậy việc ta sống là chướng ngại đối với thần hậu người ngựa của tây đại lục tốt nhất là chết sạch có điều các ngươi chắc chắn sẽ bảo vệ bổn nữ thần đúng không cũng không thể để cho âm mưu của thần hậu thành công được đương nhiên là bọn ta sẽ bảo vệ nữ thần ngụy quân đưa ra lời hứa hẹn với nữ thần trí tuệ trước sau đó bắt đầu nói nhưng nhưng giết người còn khó hơn nhiều so với bảo vệ người với trí tuệ của nữ thần có lẽ cũng biết điều này vì vậy bọn ta chuẩn bị hộ tống nữ thần về Tây Đại Lục, hơn nữa hy vọng nữ thần có thể giải thích rõ chuyện này cho cấp cao của Tây Đại Lục, đừng vì chuyện này mà nảy sinh hiểu lầm, trở thành con dao trong tay thần hậu. Giống như hai kẻ ngốc liều mình đến cuối cùng hai bên cùng thiệt. Nữ thần trí tuệ trầm mặt một lát, sau đó nhìn về phía ngụy quân, trầm giọng nói, trên đường trở về Tây Đại Lục, ta làm sao có thể đề phòng thần hậu. Bà ta đã hỏi tới trọng điểm. Nếu bà ta là thần hậu, nhất định sẽ trực tiếp hạ thủ với bà ta trên đường đi đến tây đại lục không dễ hạ thủ ở kinh thành đại càng nhưng ra khỏi kinh thành rồi với thực lực của thần hậu muốn giết chết nữ thần trí tuệ đó chỉ là vấn đề trong vài phút thế là ngụy quân đã mời ra châu phân phương châu thánh nhân sẽ đích thân hộ tống bà về nữ thần trí tuệ và châu phân phương nhìn nhau một cái sau đó lông mày nhíu chặt nếu là yêu hoàng hoặc là ma quân hộ tống bổn thần tuyệt đối không cự tuyệt Châu Thánh Nhân, bổn thần không phải là kinh thường nàng ta, được rồi, bổn thần chính là kinh thường nàng ta. Nữ thần trí tuệ ngã bài rồi, cho dù bổn thần và Châu Thánh Nhân cộng lại, e rằng cũng không phải là đối thủ của thần hậu, như vậy đi đến Tây Đại Lục chính là đi tìm đường chết. Châu Phân Phương hừ một tiếng, nói, ta đây tính tình nóng nảy, vậy mà lại kinh thường bổn Thánh Nhân. Tiểu thần của Tây Đại Lục, bà mở to mắt ra mà nhìn là được. Châu Phân Phương vẫn giữ nguyên bản sắc trước sau như một, miệng phun hương thơm. Nhưng biểu hiện của Châu Phân Phương trong khoảnh khắc tiếp theo thực sự khiến nữ thần trí tuệ kinh ngạc. Đây là dĩ giả loạn chân của Nho Gia. Tất nhiên, ma quân ngạo nghễ gật đầu. Đương nhiên, ma quân này là do Chu Phân Phương sắm vai. Thánh nhân Nho Gia, dĩ giả loạn chân. Nữ thần trí tuệ rất nghiêm túc cảm nhận khí tức của ma quân giả này, nhưng thứ bà ta cảm nhận được là sự cường đại thâm sâu khôn lường. Cái này, vị giả loạn chân của Nho gia thật sự lợi hại như vậy. Nữ thần trí tuệ kinh ngạc. Bà ta cảm thấy như chính là đang giáp mặt với ma quân. Ngụy quân giải thích, đầu tiên, bản thân Châu Thánh Nhân đã là thánh nhân chi tôn của Nho gia, thực lực đã rất mạnh rồi. Tiếp theo đó, ma quân sẽ giao cho Châu Thánh Nhân một chút khí tức thuộc về mình, che giấu thần hậu có lẽ không vấn đề gì lớn chỉ cần thần hậu cảm nhận được khí tức của ma quân, muốn tới cũng sẽ không mạo hiểm làm khó nữ thần. Nữ thần Trí Tuệ yên lặng gật đầu. Bằng cách này, thần hậu quả thực sẽ không mạo hiểm đối địch với ma quân đến giết bà ta. Huống hồ, ở trong mắt thần hậu, bà ta cũng chưa chắc đã là người nhất định phải giết. Chỉ là không thể để cho ma quân biết thân hộ tống bổn thần sao? Nữ thần Trí Tuệ có chút được voi đòi tiên. Ngụy Quân nhún vai nói: nữ thần cho rằng đại càng bọn ta có thể tùy ý sai khiến ma quân sao nữ thần trí tuệ không thể phản bác nhưng thật ra là có thể có điều là sủng vật của mình ngụy quân vẫn là rất yêu thương ma quân sủng vật sủng vật chỉ dùng để cưng chiều không phải lấy ra để dùng trong tình huống không có cảm tình gì với đại càng nhưng ma quân đã giúp đại càng không ít trừ khi ma quân chủ động bằng lòng ra tay giúp đỡ nếu không ngụy quân nhất định sẽ không ép buộc ma quân đi làm việc tự lực cánh sinh gian khổ phấn đấu chứ không phải gửi gắm hy vọng vào người mạnh hơn đây mới là một chế độ phát triển lành mạnh hơn nữa châu phân phương đến tây đại lục lần này cũng không chỉ là vì để hộ tống nữ thần trí tuệ nàng ta còn có trọng trách khác mà những chuyện kia mặc dù ma quân mạnh hơn nhưng thực sự không làm được sau khi tính xong chuyện này với nữ thần trí tuệ đám người ngụy quân lại bàn bạc với nữ thần trí tuệ một chút về chuyện của phía sau rồi để nữ thần trí tuệ rời khỏi hội trường tiếp theo chính là chuyện nội bộ của đại càng nữ thần trí tuệ không thích hợp có mặt ở đây nhưng sau khi nữ thần trí tuệ rời đi quân ức thiển đã nói một điều khiến mọi người tranh luận sôi nổi xem ra nữ thần trí tuệ thật sự đứng về phía chúng ta kỳ quái vì sao bà ta lại nhiệt tình giúp đỡ chúng ta như vậy tô lan gia nói có thể cũng là mượn tay chúng ta để trừ bỏ đối thủ của bản thân bà ta, không chỉ là bà ta đang giúp chúng ta, thực ra chúng ta cũng đang giúp bà ta. Tứ hoàng tử xen vào một câu, chẳng lẽ không thể là vì bị mỹ sắc của ngụy quân mê hoặc sao? Tứ hoàng tử gần đây lập được rất nhiều chiến công, mặc dù đều là công lao của Điêu Huy, nhưng quân công là của Điêu Huy, huân chương là của tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử hiện tại đã được ngụy đảng tiếp nhận toàn diện. Dù sao, với những việc mà tứ hoàng tử đã làm, nói hắn không phải là ngụy đảng cũng không ai tin. Lời này của hắn vừa được nói ra, những người khác vẫn thật sự không phản bác lại. Ngược lại, không ít người gật đầu. Tiết tướng quân, vương gia nói có lý. Mạnh dai, mặc dù nghe có vẻ rất không hợp thói thường nhưng xảy ra ở trên người ngụy quân thì cũng khá hợp lý. Mạnh dai hiện là tổng bộ đầu của lục phiến môn, cơ bản tiếp nhận vị trí của Bạch Khuynh Tâm nàng ta cũng là tâm phúc của quân ức thiển sau khi quân ức thiển lên làm thừa tướng đương nhiên sẽ ra sức đề bạt người của mình mạnh giai cũng được cân nhắc lên một cách hợp logic cũng có tư cách tham gia vào cuộc họp hôm nay hồ vương không phải trước đây ngụy đại nhân đã đến tây đại lục sao nói không chừng đã xảy ra chút chuyện vui tai vui mắt với nữ thần trí tuệ rồi hồ vương là do ngụy quân mời tới mặc dù ngụy quân rất hiểu về trí tuệ của hồ vương nhưng ngụy quân cảm thấy rằng trên thế giới này không có phế vật chỉ có tài nguyên bị đặt nhầm chỗ cách thức mở ra của yêu hoàng với hồ vương rõ ràng là không đúng theo quan điểm của ngụy quân chỉ cần ngươi làm ngược lại lời đề nghị của hồ vương vậy làm sao thua được tất nhiên hồ vương không biết ngụy quân đang nghĩ gì nếu biết được bà ta nhất định sẽ liều mạng với ngụy quân ngụy quân không để mọi người tiếp tục cuộc thảo luận này hắn cũng cảm nhận được sự không đúng của nữ thần trí tuệ có điều ngụy quân đã quen rồi dù sao sức hút nhân cách của hắn sớm đã vô thức chinh phục được rất nhiều chó liếm thêm một nữ thần trí tuệ cũng không nhiều bị đâm sau lưng quá nhiều ngụy quân đã không còn cảm giác nữa rồi mọi người thảo luận chính sự một chút ngụy quân kéo lại chủ đề thần hậu lôi đình xuất thủ chúng ta bắt buộc phải phản kích nhưng các phòng ngự tốt nhất chính là tiến công chúng ta bắt buộc phải tiến công, hơn nữa phải cố gắng một gậy đánh chết thần hậu. Nếu không, có một đại địch như thần hậu, đại càng sau này sẽ nguy hiểm. Quân ước thiển gật đầu, nói, ngụy đại nhân nói đúng, chỉ là muốn một gậy đánh chết thần hậu, độ khó không phải là lớn bình thường. Độ khó lớn cũng phải làm. Cô lang Gia kiên quyết dám nghĩ dám làm, đại càng không vượt qua cửa ải này sẽ không có tiền đồ. Hơn nữa, không chỉ có có chúng ta muốn diệt trừ thần hậu, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của ngụy quân nói chuyện với đám người này chính là bất việc hắn mở đầu mọi người liền có thể lĩnh hội được ý tứ quả nhiên một câu nói của tô lan gia cũng đã nhắc nhở những người khác đôi mắt của lâm tướng quân lóe lên nói đúng vậy so với chúng ta người muốn diệt trừ thần hậu nhất chính là thần quân Mặc dù đại càng chúng ta và Tây Đại Lục là kẻ thù không đội trời chung nhưng nếu chúng ta liên thủ với thần quân để đối phó với thần hậu trước thì sao? Tiết tướng quân bình tĩnh phân tích, đầu tiên, chúng ta phải thiết lập liên hệ với thần quân trước. Đợi đã, chúng ta đã thiết lập liên hệ với thần quân rồi. Tô Lan Gia mỉm cười, cảm ơn đám người cơ soái, chúng ta quả thực đã thiết lập liên hệ với thần quân rồi, hơn nữa có có tình hữu nghị kề vai tác chiến. Đến hiện tại, chúng ta và thần quân vẫn chưa có mâu thuẫn ngoài ra những người mà trước kia thần quân phái về thông qua đám người cơ soái đã mơ hồ ám chỉ muốn hợp tác với chúng ta vì vậy ta cho rằng ý tưởng này là khả thi thần hậu rất lợi hại nhưng chúng ta cũng không thể để cho thần hậu hoàn toàn giải phóng năng lực của bà ta châu phân phương cũng hiểu nàng ta cau mày và nói không ngờ lão nương ta đến tây đại lục lại phải phụ trách việc liên hệ với thần quân việc ta phải làm cũng quá nhiều rồi nhỉ nhổ lông cừu cũng không thể bắt một mình ta nhổ a mặc dù năng lực của ta rất mạnh nhưng ta cũng không biết thuộc phân thân phía bên công đức phật kia ta cũng không chắc chắn có thể hoàn thành phía bên công đức phật bắt buộc phải hoàn thành ngụy quân trầm giọng nói những người khác cũng nghiêm túc gật đầu phật môn bị nhổ tận gốc trong một đêm ở trong lãnh thổ đại càng chuyện này đại càng phải giải thích với phật môn nhưng vấn đề này thực ra trên dưới đại càng đều không quá xem trọng bởi vì phật môn bây giờ không phải là mối đe dọa quá lớn đối với đại càng hơn nữa cho dù phật môn không tới gây phiền toái cho đại càng đại càng cũng sẽ đi gây rối với phật môn trước châu phân phương đến tây đại lục lần này ngoài việc hộ tống nữ thần trí tuệ chuyện quan trọng nhất là giải cứu đấu chiến phật ban đầu ngụy quân muốn tự mình ra tay đấu chiến phật đã bị vạn phật chi chủ phong ấn Vạn Phật chi chủ là một đại lão cảnh giới Bồ Đề, cùng cấp bậc với thần quân và thần hậu. Phía bên đại càng này, ngoại trừ hắn ra tay, những người khác đều rất khó phá vỡ phong ấn của Vạn Phật chi chủ. Nhưng cuộc chạm mặt trước đó với sư phụ Hờ khiến Ngụy Quân tạm thời từ bỏ ý nghĩ đích thân ra tay cứu đấu chiến Phật ra. Trước đây đã từng kích động sư phụ Hờ một lần rồi, nếu lại thêm một lần nữa, sư phụ Hờ cũng sẽ bắt đầu không tuân thủ quy tắc, cục diện sẽ càng loạn hơn đến lúc đó thế cục sẽ phát triển thế nào ngụy quân cũng không thể nắm bắt được điều quan trọng nhất là ngụy quân nghĩ ra cách mình không đích thân ra tay cũng có thể thả đấu chiến phật ra không phải là trông chờ châu phân phương mặc dù châu phân phương đã đạt đến cảnh giới thánh nhân nho gia nhưng lại không phá nổi phong ấn của vạn phật chi chủ trừ khi nàng ta thật sự mạnh như thánh nhân nho gia năm đó đáng tiếc châu phân phương vẫn không có Cách mà Ngụy Quân bàn bạc với Châu Phân Phương là để nàng ta và công đức Phật Liên Thủ. Trước đây đã chứng minh, hạo nhiên chính khí của Nho gia có hiệu quả đối với đấu chiến Phật, có thể giúp được đấu chiến Phật. Về phần phong ấn của vạn Phật chi chủ, ngoại trừ việc dùng sức mạnh mạnh hơn để phá vỡ ra, còn có một cách khiến cho bên trong phong ấn của vạn vật chi chủ xuất hiện vấn đề. Trong trường hợp Ngụy Quân không ra tay, chỉ có một cách duy nhất chính là tìm biện pháp từ trong nội bộ Phật môn. Vì vậy Ngụy Quân và Châu Phân Phương cùng nhau dán chặt ánh mắt vào công đức Phật. Nói đến công đức Phật, ta vẫn luôn lo lắng, đặt niềm tin vào công đức Phật có đáng tin hay không." Nhị hoàng tử lo lắng nói, nếu công đức Phật thật sự đáng tin, e rằng sẽ không phản bội. "Đừng quên, trước đây Sở Dĩ đấu chiến Phật rơi vào bẫy của vạn Phật chi chủ không thể thoát khỏi dính líu đến công đức Phật." Ngụy Quân đồng ý, công đức Phật quả thực không đơn thuần như đấu chiến Phật. Đấu chiến Phật coi việc truyền kinh là tín ngưỡng. Công đức Phật coi việc truyền kinh là mục đích. Vì vậy, để đạt được mục đích, công đức Phật có thể không từ thủ đoạn. Nhưng ta đã cẩn thận trải chuốt cuộc du hành về phía tây của đội truyền kinh của Phật môn, có thể nhìn ra được, mặc dù công đức Phật không đơn thuần như đấu chiến Phật nhưng hắn ta cũng không phải người xấu, hắn ta có giới hạn đạo đức, hắn ta vẫn cần mặt mũi, đây chính là cơ hội của chúng ta. Lừa đấu chiến Phật vào bẫy của vạn Phật chi chủ, công đức Phật có một cái cớ, lấy việc truyền kinh làm mục đích lấy đại nghĩa làm cờ hiệu. Trong lòng hắn ta sẽ chịu dày vò, điều chúng ta phải làm chính là khiến hắn ta đối mặt trực diện với sự ấy nấy của mình. Nói đến đây, Ngụy Quân dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, đương nhiên, nếu công đức Phật giảng không thông đạo lý, vậy thì dùng phương thức sở trường nhất của Nho gia giảng lại đạo lý một lần nữa cho công đức Phật. Tóm lại, bắt buộc phải khiến công đức Phật giúp cứu đấu chiến Phật ra. Sau đó, chọc thủng bầu trời của Phật môn và tây đại lục nho gia sở trường về công phu mồm mép càng giỏi về thuyết phục vật lý vì vậy trọng trách lần này châu phân phương phải gánh vác nghe ngụy quân nói như vậy nhị hoàng tử cũng không có ý kiến hắn ta nói với châu phân phương châu thánh nhân chuyện này rất trọng đại hy vọng châu thánh nhân cẩn thận đấu chiến phật có thể phá phong ấn mà ra hay không liên quan đến toàn bộ chiến cục của đại càng chúng ta bên mình có thêm một cao thủ cấp bậc cảnh giới bồ đề cho dù đấu chiến vật căn bản không phải là người của đại càng cũng không quan trọng. Điều quan trọng là đấu chiến vật chắc chắn sẽ báo thù, sẽ bùng nổ. Sẽ nổ ra một trận phản thiên chi chiến khốc liệt. Đến lúc đó, đại cảng chỉ cần phối hợp từ xa liền có thể đạt được hiệu quả một cộng một lớn hơn hai. Châu Phân Phương cũng biết rằng nàng ta có trách nhiệm quan trọng trong chuyến đi này, vì vậy gật gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, nói, phía bên công đức Phật giao cho ta, nhưng phía bên thần quân không thể để ta đi nữa được, ta không có năng lực lớn như vậy. Phía bên thần quân giao cho Cửu Thiên Tuế, giao cho Tinh Thiếu nữ. Ngụy Quân gõ nhịp, nói, bọn họ và thần quân đều có một liên hệ đặc biệt, chúng ta không cần lo lắng. Mọi người nhìn về phía Ngụy Quân. Ngụy Quân nói thẳng, không có chứng cứ, nhưng dựa theo suy đoán cá nhân của ta, Cửu Thiên Tuế có thể là một trong những phân thân của thần quân cuộc chiến phong thần rất có thể sẽ là trận quyết chiến cuối cùng. Đến lúc đó, có chút tin tức có thể cộng hưởng ra, không cần thiết phải che giấu. Câu nói này của Ngụy Quân khiến mọi người giật mình. Nhưng Ngụy Quân đã chia sẻ tin tức về phân thân của thần quân mà Ma Quân đã từng nói ra, sau khi kinh hãi, mọi người bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa chuyện này. Đồng thời, Lục Nguyên Hạo cũng bổ sung một chút về chuyện Cửu Thiên Tuế bị giết mà không chết, lại khiến mọi người kinh hãi không nhẹ. Cửu thiên tuế đã chết một lần Bị lục đại nhân giết Người chết còn có thể sống lại Chờ đã Lục đại nhân bây giờ đã có thể một mình giết chết cửu thiên tuế rồi Ta cảm thấy mình đã sống cuộc đời của một con chó Lục nguyên hạo Người đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người vẻ mặt vô tội Mọi người đừng phủng sát ta Lục nguyên hạo cười làm lành mà nói Ta không giết chết cửu thiên tuế Hiện tại cửu thiên tuế còn sống tốt đó thôi người thâm sâu khó lường là cửu thiên tuế, không phải là ta. Mọi người, quả thực chưa từng thấy người nào lợi hại đến mức như vậy mà khắp người còn tỏa ra khí tức yếu ớt. Mở mang tầm mắt rồi. Ngụy quân gõ gõ bàn và thu hút lại sự chú ý của mọi người. Nếu như không gì bất ngờ, cửu thiên tuế hoặc là phía bên thiên khôi tinh thần có thể sẽ liên hệ đến kênh đặc biệt của thần quân. Chúng ta mau chóng liên hệ với thần quân, bày tỏ thành ý muốn kết đồng minh của chúng ta nhưng lúc thần hậu còn chưa đứng vững, tranh thủ bắt lấy thần hậu trong một lần hành động. Ngụy Quân trầm giọng nói, đừng cho thần hậu cơ hội chuẩn bị toàn vẹn, nếu không người thất bại cuối cùng có khả năng chính là đại càng. Cũng đừng sợ sự cường đại của thần hậu, cường giả có mạnh đến đâu cũng sẽ có thời cơ ầm ầm ngã xuống, chỉ cần chúng ta có thể nắm bắt. Thần hậu đủ mạnh ở thế giới này. Nhưng Ngụy Quân đã thấy qua quá nhiều ví dụ về đủ sức mạnh nhưng lại không cười đến cuối cùng cũng đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp rõ ràng là cường giả có một thân bản lĩnh nhưng vẫn chưa sử dụng được một phần mười đã bị đối thủ trực tiếp chém đầu cường giả và kẻ chiến thắng không nhất thiết phải là một trong chiến tranh đừng theo đuổi sự công bằng chỉ cần theo đuổi chiến thắng thừa dịp đối phương đứng chưa vững tin tức không thông dùng sư tử vồ thỏ khiến đối phương chết trong oan ức chính là sự tôn trọng tốt nhất đối với đối phương nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha